3 tiếng dành cho quảng cáo, Cường Haki, chuyên cung cấp Haki câu cá, đập đá, bắt bọ, liên hệ Zalo 0829, tứ lục nhất, không lục cửu, để được tư vấn. Hello anh em, chào mừng anh em đến với cờ nhíp thử thách 24 giờ bắt bọ cùng Cường Haki nhé. Vì quá hâm mộ idol hit đi săn cũng như muốn bú ảnh. Ủa lộn, bú fan của ảnh. Nên mình cũng bắt đầu làm những clip săn bọ, á, đá các kiểu. Mong được anh em ủng hộ nha. Vì hôm qua đang đua sự kiện cái điện gần nhà mình bị nổ, nên tuột nó xuống top 3 luôn. Buồn thiệt chứ. Nhưng không sao, dù gì đi nữa vẫn lời được 40k kim cương cùng với 5 vé quay cúp bờ, thêm một cái cúp nữa. Coi này, người ta điểm cao quá trời luôn, cũng hên là bú được cái top 3. Tiếp theo thì Cường sẽ nhận những phần thưởng thành tích mà mấy hôm nay Cường tích góp được nha. Chủ yếu là phần thưởng từ câu cá, cũng như thưởng thành tích bắt bọ do mình mới săn bọ hôm qua, Cường cũng bú được kha khá kim cương. Coi kìa anh em, quá trời kim cương ấn nhận không xuể luôn. Vậy là mình đã nhận xong quà thành tích, cũng như lên được level 11 rồi. Tiếp theo mình sẽ nhận phần thưởng trong bách khoa toàn thư nha. Đầu tiên nhận được 5 kim cương từ nhiệm vụ cá, lại nhận được tóc sao chổi, rồi đầu bọ hung. Vậy là xong rồi, mình được tận 700 kim cương luôn. Nay mình sẽ vào cam binh săn tí bọ, nay mình bắt bằng tay nhé. Mà sao hôm nay mấy con bọ trốn đâu hết á mọi người, chạy cả mép không thấy một con nào luôn. Bọ bị bắt hết rồi hay sao ý, chỉ còn mỗi mấy viên đá này thôi. Giờ thì cành cây hay trứng vịt gì cũng lụng luôn, chứ đi săn kiểu này mà không có thu hoạch gì viewer cười vô mặt. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Đang đi nhặt củi thì thấy một anh trai đang cặm cụi bắt bọ. Thế là mình vào chon cho anh này bắt hụt chơi. Kè kè. Bắt bọ đi anh, không bắt được làm chó. À hi hi. Úi trời, anh ấy bắt được thật, ghê đấy. Đây rồi, con bọ đầu tiên trong ngày đây rồi. Là một con bọ thây mà à. Đang đi bắt bọ mà gặp anh mập này, nên lại bắt chuyện với ảnh xong bú nhẹ một kim cương luôn. Chạy lại gốc cây tới tí nước là bú một viên kim cương cũng ngon. Giờ mà cho tới 15.000 lần để bú 15k kim cương mua ron roi luôn cũng chịu. Tới xong thì đi săn tiếp thôi. Mục tiêu là 1 triệu tiền sao yêu dấu. À, con bướm nhá. Lâu không vợt tay nên không quen cho lắm. Với lại mấy cái mục kia che hết màn hình chả có đủ tầm nhìn mà bắt. Bú được một em bướm trắng rồi nè. Cũng dễ. Mà là dễ hụt á. Hụt hộ bố mày cái. Ke ke. Tổn lùi với Cường Haki. Bú thêm cái con mặt lợn này nè. Kêu kêu nghe thấy ghét. Bú em bướm vàng nè. Su quá. Mắt mờ tay yếu bị con ong nó chịch cho một cái. Con ong nhớ mặt tao ấy nhá. Quân tử trả thù. 10 năm chưa muộn đâu nha. Ủa quân tử gì thù dai thế? What the hell? Anh em thông cảm. Đó giờ có cầm vợt bắt đâu toàn dùng Haki thôi.
Bu nhé, nãy giờ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi chứ Cường Haki là vua bắt bọ đó nha. Đi săn bọ bằng xe máy chậm quá. Thôi Cường mua con xe thể thao đi cho nó nhanh. Chứ lèo tèo con xe 50 phân khối bao giờ cày được 1 triệu tiền sao như anh hít được. Vừa ra khỏi cửa hàng xe thì bắt gặp một em bọ mới này. Coi Cường trổ tài vua bắt bọ bú em nó nha. Ơ cái đét gì thế? Sao chưa gì đã bay mất rồi? Chạy à con sâu này? Đứng lại không thì bảo. Ơ kìa. Đang lái xe ngon lành thì gặp một bé khác bám trên cây. Lần này phải tóm được nó. Ơ kìa. Ui, con bọ nó tự chui vào vợt của mình luôn. Là một con bọ kẹp kìm trainer. Quay lại camping, mình quyết định mua vợt ong để vợt cho dễ hơn. Mấy cây kia nhỏ quá. Đang đứng tưới cây thì có một em bọ bay lại. Lần này phải bú ẻm vội thôi. Vợt xịn có khác. Một phát ra luôn. Ủa nhầm. Một phát ăn ngay. Con mợ nó. Cái con rán chít tiệt này. Có đứng lại cho tao bắt không thì bảo. One hour later. Cuối cùng thì sau một tiếng đồng hồ, em dê rốt cũng thuộc về mình. Bú tiếp một em bướm trắng thơm phức nữa nè. Nay Cường bú được hơi bị nhiều bướm nhe. Tối nay có món bướm xào xả ớt rồi. Ơ lại bỏ giò chạy đi chỗ khác à? Trong khi mình chưa kịp làm gì nó. Thứ bọ khốn nạn. Ok, tóm được nó rồi. Mấy con bọ này lì đòn vãi kẹt ra. Ơ thế đết nào lại thêm một con thèm đòn nữa xuất hiện nè. Hơi cay bọn này rồi nha. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm gió. Rồi bay mất tiêu luôn. Biết ngay thế nào bé cũng định trích anh à. Bỏ bé vào ba lô ngay. Nhìn loằng tà là vàng quá. Nhưng không sao. Thành quả bắt được của ngày hôm nay. Có một số con VIP phải xài Haki mới bắt được. Cảm thấy mình thật quá gà. Hu hu. Ok thì Cường đang có tầm 400k tiền sao. Cường sẽ ngày đêm bắt bọ, câu cá, bán thân. Để nhanh tích góp được 1 triệu tiền sao nha. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích, thì đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn anh em. Chúc anh em thành công.